Quầng mặt trời, tên gọi khoa học là hào quang. Hào quang là tên cho một loại hiện tượng quang học được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời tương tác với các tinh thể băng lơ lửng trong bầu khí quyển. Hào quang có thể có nhiều hình thức, từ các vòng tròn màu trắng đến các cung và điểm trên bầu trời. Nhiều hào quang trong số này xuất hiện gần mặt trời hoặc mặt trăng, nhưng những hào quang khác xảy ra ở nơi khác hoặc thậm chí ở phần đối diện của bầu trời. Trong số các loại vầng quang, nổi tiếng nhất là hào quang tròn, được gọi là hào quang 22 độ, trụ cột ánh sáng và mặt trời giả. Nhưng cũng nhiều loại hào quang khác xuất hiện. Một số hào quang là khá phổ biến, trong khi những loại hào quang khác là cực hiếm mới xuất hiện. Các tinh thể băng chịu trách nhiệm về các halos thường bị treo ở các đám mây xoắn hoặc pseudostratus ở tầng trên 5 đến 10 km, 3.1 đến 6.2 mi. Nhưng trong thời tiết lạnh, chúng cũng có thể trôi nổi gần mặt đất. Trong trường hợp chúng được gọi là như bụi kim cương. Hình dạng và định hướng cụ thể của các tinh thể băng chịu trách nhiệm về loại hào quang quan sát được. Ánh sáng được phản xạ và khúc xạ bởi các tinh thể băng và có thể phân chia thành các màu do phân tán. Các tinh thể hoạt động như lăng kính và gương, khúc xạ và phản xạ ánh sáng giữa các khuôn mặt của chúng, gửi các chùm ánh sáng theo các hướng cụ thể. Các hiện tượng quang học khí quyển như hào quang được coi như một phần của truyền thuyết thời tiết, đó là một kinh nghiệm dự báo thời tiết trước khi ngành khí tượng học phát triển. Họ thường chỉ ra rằng mưa sẽ rơi trong vòng 24 giờ tới, vì những đám mây ti tầng khiến chúng có thể biểu hiện một hiện tượng thời tiết đang đến gần. Theo nhiều người có kinh nghiệm, năm nào hiện tượng quầng mặt trời xuất hiện, năm đó thời tiết sẽ khô hạn nặng, nắng to. Dù vậy, theo khoa học thì hiện tượng quầng mặt trời hoặc quầng mặt trăng xuất hiện là dấu hiệu dự báo sắp có mưa. I'm gonna go get some more.